xe bình thường đó là đồ đi lên đen lên lầu kia trong ở đâu thế lại quắc này. Dạ, lối xuống nhìn luôn thấy một số kỳ, bên thấy khóa cửa nữa. Ngồi lô xe lúc đó này lô xe đồ, thành ra tao mở cửa xong thấy vô cái kiếm biết chạy đi đâu rồi. Đầu xe không đi xe máy không để xe trên chạy vô là nó gọn. Xong này này bảo vệ nó hết chỗ rồi chạy đi học để đi học cho còn hỏi thang máy đâu hôm qua thang máy bấm lên lên lô xe lên đầu chính. Đồ. Thằng máy cứ nói lên thầy Trúc là nó biết hết tụi bảo vệ biết thế nè. Nó chỉ liền mà nó quẹt nó nói tên thầy là nó dễ chịu hơn, nó giúp mình nhiều hơn. Chỉ đường này nó cái chân lộn tụi bảo vệ thầy con lên xong rồi con đứng của cái thầy gọi con phải bấm xuống lại đồ. Đi xuống rồi dọc tôi mở cửa bạn thấy đâu nó tới rồi đó thị phóc thấy nó đâu rồi tập tiếp bữa đó tập thức máy rồi. Dạ con tập luôn 4 thức của thầy á là con cứ làm rồi sáng không. Con làm rồi tối trước khi ngủ hôm nay thêm 4 thức nữa, 4 thức nó hoạt động cái đó là thức đó là dày tao nói luôn cái bài đó nổi tiếng lắm, cái bài anh đang học là của Đạt Ma Sư Tổ, tức là cái bài nó dịch kinh mà nổi tiếng là nó chữa tất cả các loại bệnh và nó chống tà ma luôn, tà khí luôn, không thằng nào chưa bùa anh đánh được đâu mà nó tập nó lại không thằng nào chơi được, thành ra những cái nhiễm lạnh dần dần sẽ biến mất dần hết, anh tập hồi nó nóng liền tục nóng liền. Rồi cái bài mà anh xô tường á, bài đó là bài của Trương Tâm Phong, tức là nếu xét về mặt tâm linh, tức là của Thái Thượng Lão Quân á, tức là quân tiên chỉ cho dân để chống tà khí, còn cái kia của Phật chống tà khí, anh học hai chiêu của hai ông đó, đố thằng nào chơi anh được, nó thách luôn, kêu mấy thằng thầy bùa mà kêu cả thiên linh cái thứ giỏi nhất chơi thử là biết, khi mà luyện 3 năm trở lên là bất khả xâm phạm, gọi là kim thân bất hoại trong ngành Phật. Là bên ngoài là đánh không đau nghe, tay chân cứng sắt chọt đâu lũng đó, chọt cái giường lũng, nếu mình tập lâu á, chọt cái giường lũng. Còn tập bình thường là bên trong có cái hơi nóng mà của trời của con người nó nóng nó tỏa ra, không có thứ gì đánh được. Tôi gọi là nhân khí. Khí của người không có gì đánh được hết. Ma quỷ không đánh được. Ma quỷ là khí âm, mà khí của mình là cái hơi nóng của mình mà nó hiện ra rồi khó đánh, tức là cái người nó nóng. Mà cái nóng nó trong xương nó nóng ra là không có gì chống đỡ được. Đó là luyện được cái đó thì mình, còn anh đang bệnh thì tập vô nó đẩy ra liền, nhưng mà tập ít nhất cũng phải tập một bài nó phải 3 năm trở lên thì anh đảm bảo, còn anh tập sơ sơ anh bỏ là thua liền. Mà kêu mấy anh bỏ là tụi cái mấy cái lệnh nó đánh nhanh hơn nữa, tại vì anh có cái thứ bảo vệ nó phá liền. Giống như mình đang đi nửa đường mình không có giữ nó phá liền, thì phải tập thiệt tốt lên. Đó hôm nay tập tôi chỉ 4 thức kế cho anh tập. 4 thức kế là thức thứ 5. Bữa là thức 4 lát thôi anh tập lại có trúng không nha. Thức thứ 5 tập như nào? Cứ tập cho anh coi lát anh tập là thức 5 đứng dậy. Xoay chân ra vậy. Tay để ý tôi lập từ từ cho coi. Co chân lên. Co chân tay vô. Duỗi cái tay này ra. Giống như mình cuốn cái tay vô cái sợi dây á. Cái này là thức kéo lưới của người ngư phu. Mấy người kéo lưới đọc kéo lưới. Thức kéo lưới á, xong đứng xoay vô giữa. Cái này cái hình thức này vậy, thuộc cái hình thức xong nữa, có lát hồi tôi chỉ cho anh cái kỹ thuật bên trong. Sau quay bên này cũng kéo lưới bên phải. Vơ tay nào cho nó dẻo ra. Tát nước lên. Co vô duỗi tay. Xoắn cái tay vô bên nước, tay để lực kéo. Cái tay nó kéo xoắn vậy nha. Xoay vô giữa, đó thức thứ 5. Clip lát về coi anh tập, tôi chỉ tập cái thức clip này lên mở tập theo, còn lát hồi cái bài mà tôi chỉ anh nó tùm lum lắm. Thức thứ 5 xong thức thứ 6 đứng vậy, giơ tay lên. Cúi người xuống vậy, hai ngón út đè mạnh, đè lẫn nhau đẩy ra. Đó. Rồi đứng lên. Xả ra thức thứ 6. Thức thứ 7 là cái tay để sau lưng vậy. Để vậy ha, đắt mỗi bên 7 cái 1 ha. Cái chân này sẽ 2 3 4 5 6 7 rồi sắc ngược luôn vậy. 1 2 3 4 5 6 7 cái lắc phía sau, tôi đổi qua bên này. Lắc phía sau nè, phía trước được nè. 1 2 3 4 5 6 7 rồi lắc phía sau.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xong, xoay vô giữa. Đó là thức thứ 7. Thả xuống. Thức thứ 8 là đứng dậy. Giơ tay lên vậy. Chống vậy, nhưng mà cái chân nè. Thấy không? Đứng dậy, ngồi thấp xuống. Nè, nó đứng vậy. Giữ thân bằng. Ok, thả gót. Xè tay ngửa lưng đứng lại. Đó, hết là 4 thức kế hôm nay em phải tập. Đó. Hồi khó đó, bây giờ tôi cái đây là clip để anh tập, còn giờ ra tôi chỉ anh tập chi tiết.